Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Pét, huyện Đắc Lây đang được diễn ra hết sức khẩn trương. Nhiều hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm được huyện tổ chức thu hút đông đảo sự tham gia của người dân các địa phương trên địa bàn. Trên các trục đường chính, băng rôn khẩu hiệu cùng bảng trang trí đầy màu sắc làm cho không khí trên địa bàn huyện thêm rộn ràng, tươi mới. Người dân thêm phấn khởi với thành quả xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chúng tôi thấy là rất chi là tuyệt vời. Băng rôn khẩu hiệu, rồi là những cái phong trào là sạch sẽ, khang trang và lịch sự. Những cái sự chào đón của toàn đảng, toàn dân chờ đón 50 năm sự kiện lớn của huyện nhà. Chúng tôi sẽ phát triển, giữ vững tinh thần, đảm bảo cùng xây dựng huyện nhà càng ngày càng đổi mới. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Pét, huyện Đắc Lây tổ chức hội trại trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Sản phẩm là các mô hình hiện vật gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của cộng đồng các dân tộc sinh sống ở huyện Đắc Lây. Đến với hội trại lần này thì có 12 đoàn xã thị trấn thì các đơn vị triển khai thi công lắp dựng cổng trại cũng như là lều trại để mà sớm hoàn thành cũng như là để sớm có thể là trưng bày những sản phẩm văn hóa truyền thống cũng như là sản phẩm ô cốp, thì một số sản phẩm đặc trưng như muối tiêu rừng, heo khô hun khói và một số loại rau củ quả đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, huyện phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề 50 năm chiến thắng Đắc Pét, lịch sử và phát triển với chủ đề Đắc Pét, dấu ấn lịch sử 50 năm đấu tranh xây dựng và phát triển. Triển lãm trưng bày 118 hình ảnh tư liệu quý, 10 tài liệu khoa học giới thiệu bối cảnh lịch sử trước khi diễn ra trận đánh cứ điểm Đắc Pét, lịch sử hình thành, diễn biến trận đánh, kết quả và ý nghĩa tiến công tiêu diệt cứ điểm Đắc Pét và Đắc Lây hôm nay, tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Sau khi được nghe các chị thuyết trình về chiến thắng Đắc Pét thì cái tâm trạng của em cảm thấy rất là xúc động, cảm giác gọi là có cái niềm hào hùng của dân tộc, cảm thấy là yêu nước nhiều hơn nữa, rất là trân trọng cái công lao của các anh hùng liệt sĩ của cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Hiện nay thì Đắc Lây đã phát triển, những cái chiến trường xưa thì nay nó đã trở thành những cái cây cầu, những cái vùng đất trù phú, và Đắc Pét, Đắc Lây sẽ càng ngày mà phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó, những tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị và luyện tập kỹ lưỡng nhằm đem đến nhiều cảm xúc tại lễ kỷ niệm. Mỗi tiết mục đều thể hiện sự tôn vinh với những người đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn trong hành trình xây dựng và phát triển huyện Đắc Lây. Cơ bản thì các nội dung công việc đến thời điểm hiện nay thì công tác chuẩn bị là đạt khoảng 80%. Một số hoạt động thì đang tiếp tục triển khai, ví dụ như là tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, rồi tổ chức lễ kỷ niệm, cũng như là tổ chức tổng kết, trao giải, cuộc thi tìm hiểu Đắc Lây 50 năm xây dựng và phát triển, rồi cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật huyện Đắc Lây vào ngày 16 tháng 5 sắp tới. Với sự triển khai đồng bộ hiệu quả cùng với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, tất cả cùng hướng về kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Pét, giải phóng hoàn toàn huyện Đắc Lây.